đang được bầu làm thủ lĩnh của chia rẽ trong đảng Dân Chủ. Phát biểu gây chia rẽ của Obama về thảm kịch xả súng tại Texas khiến 19 em nhỏ thiệt mạng đang khiến dư luận Mỹ lên án rất gay gắt. Ngay cả tờ tạp chí Phố Quần cũng chỉ trích Obama. Có ý kiến còn nói rằng Obama chính là thủ lĩnh của chia rẽ. Thật đúng là bệnh hoạn, 19 đứa trẻ vô tội và 2 giáo viên thiệt mạng. Nhưng thủ lĩnh chia rẽ tức Obama lại nói rằng nạn nhân thực sự là George Floyd. Mặc dù Obama đi khắp nơi để vận động kiểm soát súng, nhưng tỷ phú Elon Musk lại nói rằng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng quyền sở hữu súng là một đảm bảo quan trọng chống lại nguy cơ hình thành chính phủ độc tài. Trong lịch sử, để duy trì quyền lực tuyệt đối của chính phủ đối với người dân, nên những kẻ nắm quyền đã không cho phép người dân sở hữu súng. Sự thất bại của Obama có lẽ được mô tả rõ ràng nhất thông qua lời của cựu Tổng thống Donald Trump. Obama từng nói, Trump không thể là Tổng thống của chúng ta. Nhưng trước đó ông ta nói, Trump sẽ không ra tranh cử. Ông ta không biết tôi vì sau đó tôi đã ra tranh cử. Sau đó ông ta lại nói, Trump sẽ không nhận được đề cử từ Đảng Cộng Hòa. Nhưng rồi tôi lại được Đảng Cộng Hòa đề cử. Và rồi ông ta lại nói Trump không thể là Tổng thống của chúng ta. Nhưng rồi tôi đã thắng Hillary Clinton. Tôi nghĩ rằng người duy nhất buồn hơn Hillary Clinton vào tối hôm đó chính là Barack Obama.